Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm cá mập vui vẻ nha các bạn ơi. Các bạn hãy xem sản phẩm này. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm cảnh sát nha. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm con giun này. Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô con hà mã để các bạn xem. Bây giờ mình sẽ tô bạn này. Hello, xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô con bọ tót húc đầu. Bây giờ mình sẽ tô bạn này. Như vậy sản phẩm con giun của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình lượt like, đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tất cả các bạn nha. Sản phẩm của mình đến đây là kết thúc rồi. Sản phẩm con cá mập vui vẻ này các bạn ơi. Và đây sản phẩm cảnh sát của mình cũng đã tô xong rồi. Các bạn thấy màu sắc mình tô có được không? Rất chi là tuyệt vời này. Mình xin chào tất cả các bạn.
Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay này sẽ tô sản phẩm tạo mỏ nha các bạn ơi, tạo mỏ này. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tô một sản phẩm đá điểu này các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn nha. Đây là sản phẩm của mình nha. Cô bướm đen, các bạn cùng đón xem này. Các bạn như vậy là mình đã tô màu xong hai mã rồi. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay thì cho mình một like và đăng ký kênh của mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là các bạn tâm mình đã tô màu xong rồi, các bạn thấy có đẹp không? Như vậy là bây giờ kết thúc rồi nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem video. Hello, xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô con kiền chúa xanh. Bây giờ mình sẽ tô bạn nha. Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ tô màu ngựa xinh, bây giờ mình sẽ tô màu bạn nha. Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ tô con hải mã vui vẻ cu te, bây giờ mình sẽ tô màu cho bạn xem nha. Như vậy là sản phẩm thợ mỏ của mình đến đây là kết thúc rồi nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình lượt like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây, sản phẩm đá điểu của mình đã kết thúc nha. Mình xin chào các bạn. Sản phẩm cô bướm đêm của mình cũng đã kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn nha.